Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình Thành EZ đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series là Dragon City. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một lại một like, chia sẻ video giúp mình. Comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng kênh mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì chúng ta sẽ tiếp tục đi thu hoạch vàng để lấy thêm các điểm coin và sẽ cố gắng là đi lấy được thêm một con rồng nữa. Chúng ta đang còn bao nhiêu một ngày nữa sẽ kết thúc cái sự kiện này. Và đến chiều ngày mai là chúng ta sẽ có một cái cuộc đua Heroic mới rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ lấy full coin trước này. Chúng ta sẽ lấy thức ăn và lấy vàng. Chúng ta hiện tại đang cóp game cho cái sự kiện đua là Heroic. Chúng ta đang có 94 game rồi. Mình đang cố gắng cóp lên 100 game. Mình không muốn like cái sự kiện lần này tại vì mình biết rằng nó sẽ rất là khó và rất là tốn game. Nếu mà chúng ta tiêu 100 game thì mình sẽ hết sạch. Và khi cuộc đua Heroic diễn ra là chúng ta sẽ không còn game để mà có thể chơi được nữa. Chúng ta sẽ... À đây rồi anh em ơi, mình đang chờ đợi cái con rồng mà chúng ta up bấy lâu nay đây. Chúng ta sẽ có một số con ở đây nữa và mình sẽ cho cái con này ra trước. Cái quái gì đây? Tại sao mình được con Crystal nhờ? Không phải là Legacy ta. Thật sự là bực mình rồi đấy anh em ơi, cực kỳ là ghét luôn đấy. Rồi chúng ta sẽ rebreed tiếp tục là Crystal và con này với nhau. Vãi trưởng, lại là một ngày 7 tiếng thôi đai thôi. Rồi ngày mai là diễn ra cái cuộc đua Heroic đúng không, mình quên mất là như vậy. Chết tiệt. Mình không nên like những con này với nhau nữa làm cái gì cả. Chúng ta phải để nguyên hai chỗ trống ở đây để đợi sẵn sàng ngày mai là chúng ta sẽ like giống sau. Hơi bực mình, ta đáng lẽ phải để like giống trước đi. Ở đây ta sẽ có khoảng 4 con, mình sẽ để 3 con lại đi để làm nhiệm vụ hatching đi. Mình sẽ chỉ test một con duy nhất thôi, đó chính là con Sportive Dragon, con cầu thủ bóng đá đây. Nó sẽ cần Terra hoặc là Ice. Ở đây thì chúng ta sẽ có Terra hoặc Ice, mình sẽ bán hai con này đi. Một con Katus, một con rồng hoa xương rồng, kết hợp với một con nữa là con Armadillo Dragon. Đây chính là con mới của chúng ta. Một con Sportive Dragon, chúng ta cho vào đây luôn nha. Đây nào, đấy chính là Sportive Dragon, chúng ta đang là level 1 à. Nó sẽ đi cùng với thêm một con thủ môn nữa đúng không? Mình đang cố gắng là đi lấy con thủ môn đây. Sportive Dragon, đây, con cầu thủ, con rồng mới nhá. Sao nó ngồi trên ghế vậy ta? Ăn kem này, tưởng đá bóng cơ mà. Như kiểu là thành siêu sao ấy, con này như kiểu thành siêu sao rồi ấy, nó không đá bóng nữa, bây giờ nó sẽ kiểu là người nó phát sáng anh em ơi, nhìn không? Có cái mấy cái kim tuyến hay cái gì đó đây. Mình tưởng nó đá bóng chứ nhờ, rồi mình sẽ cho nó lên để tiến hóa xem thế nào. Hình như con này chỉ có hai dạng thôi. Đây là dạng 2 này. À và nó cởi áo để ăn mừng Dragon City đấy anh em ơi, nó có chữ Dragon City ở trong cái áo phông đằng sau này. Kiểu là lúc mà ghi bàn thắng ấy, xong ăn mừng ấy. Có thể lấy từ hình dáng con nào nhỉ? Mình không biết được, mình sẽ cho nó lên Ronaldo à? Có dòng Ronaldo rồi, có dòng Messi rồi. Đấy, đây này, chuẩn rồi đấy anh em ạ. Yes, cúp vàng. Nó vẫn đây cúp vàng đúng không? Đây anh em ơi, theo. Sút bóng này. Và đấy, nó sẽ có được cái cúp vàng luôn. Nó không cho full hết được màn hình nhỉ? Cái này nó che mất thật sự, điên thật. Bây giờ tên cho nó là con gì nhỉ? Bóng đá, mình sẽ đặt tên cho nhân vật này là gì? Mình thích Messi hay Ronaldo ta? Hình như hai con rồng ấy có rồi đúng không? Mình sẽ đặt tên theo sự kết hợp giữa Ronaldo nhá và Messi, có nghĩa là Dosi này ta. Như thế này thì nó thành hơi dị ta. Dosi không được, thế này thì không được. Mình đặt tên cho nó là con gì đây nhỉ? Việt Nam được đấy. Mình thích đội bóng Việt Nam, nhưng mà cái này con này thật ra không phải đội bóng Việt Nam. Nhưng mà thôi kệ đi. Sút bóng khá đẹp. Sút bóng và giành được cúp anh em ạ. Chất lừ luôn. Đấy, nó tâng bóng qua đầu kìa. Rồi thì nó là R thôi, nó không có gì nhiều. Nó có một chiêu hệ pua ở level 15, có thể unlock được. Rồi giờ tên nó Việt Nam vô địch đi, nghe cho nó chất. Và tên cho nó dài một chút, mình thích kiểu đấy. Việt Nam này, Việt Nam vô địch. Ok, và đã xong cái tên của con này. Tiếp theo mình sẽ đi làm cái nhiệm vụ của team. Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ của team là chúng ta sẽ có breeding anh em ạ. Breeding là chúng ta sẽ được điểm số ở đây.
Được rồi, thì mình sẽ quay trở ra, mình sẽ lấy, hình như mình lấy coi xong rồi đây. Mình lấy toàn bộ các điểm coi đã. Rồi, mình sẽ đi một số bước ở trong này nữa. Chúng ta còn khoảng 980 điểm thì mình sẽ sang bên nào nhỉ? Chúng ta sẽ sang bên tay trái, hình như là sẽ có, mình mới có một mảnh của con Walleye Dragon thôi. Mình sẽ vào trong cái, anh em đợi một chút nha, mình sẽ vào trong cái map. Hôm qua mình không nhớ mình có để map cho anh em không, hình như là không. Cái map đấy mình có để ở cái video có ghi là cái map chuẩn nhất của cái bản đồ ấy, của cái sự kiện lần này này, mình có đăng cái video ấy rồi. Để mình xem đây, cái map thì mình vẫn lưu rồi. Chúng ta sẽ đi từ bên nào sang bên này, sẽ có một mảnh đây. Rồi mình có thể biết được cái vị trí, biết được cái vị trí của nó. Nó sẽ là đi thẳng đây sang này, đi thẳng đây sang và tới rồi mình có thể là xác định được cái vị trí của nó, đi khoảng 20 điểm thôi. Chỗ này nó còn khá là ít. Đấy, đến cái hòm này, đến cái hòm 45 này, phía dưới cái hòm này bây giờ sẽ đầu rẽ lên này. Đây, bắt đầu rẽ từ đây lên. Rồi, chúng ta rẽ từ đây lên luôn. Ok, đây là 125, mình sẽ đi thẳng lên đây nhá. Và sẽ kiếm được một cái hòm ở trong này. Trong này sẽ chứa cái gì đây? Trong này sẽ chứa khoảng là 6.000 thức ăn. Trên này sẽ là 125 này. Cách 2 ô đúng không? 2 ô xong mình rẽ vào. Phía trên này có mảnh con rồng. Mình sẽ không đi lấy nó mà mình sẽ đi thẳng sang bên này. 132. Đấy, 320 điểm là chúng ta sẽ lấy thêm được một mảnh của con rồng này nữa này. Ok, và chúng ta sẽ ở trong này mình đang up, đang gọi là triệu hồi ra một con rồng mới, một con anemon. Cái bọn này triệu hồi lâu thế, mà sắp tới có sự kiện đấy rồi. Rồi mình sẽ vào trong cái temporary quest để tiếp tục là chiến đấu ở trong này thêm một vài trận nữa. Champion quest vô địch, quest của những nhà vô địch. Hôm nay thì mình sẽ dùng con gì để có thể đánh nhỉ? Hay mình luyện cho những con C, nhưng bọn C thì cũng không để đánh được trong này. Thôi mình dùng những con này đi, những con mà mình chưa luyện được hết đi, cho nó lạ lạ tí nhỉ. Hôm nay thay đổi đội hình một chút. Chúng ta sẽ những con này thì chưa luyện được này. Có một con nữa, đây, con A đây. Và thêm một con nữa ở phía dưới này nữa này. Chúng ta sẽ lấy một con Empathy Dragon Super Terra. Nói chung là khá nhiều con. Đây, dùng con này luôn. Let's go, tiến lên nào. Chúng ta sẽ x3 lên nha. Chiến binh bất tử mình cũng chưa mắc cấp. Và mình sẽ luyện con này luôn. Còn con kia thì mình sẽ để sau. Thật ra thì cũng không thể khắc hệ được cái bọn này. Lượng đam cơ bản của mình cũng khá tốt nên chắc là sẽ ok thôi. Lửa này, lửa thì mình sẽ không có chiêu gì có thể khắc chế được nó rồi. Mình sẽ tắt cái map đi. Tiếp tục là sẽ là một con rồng đen hai đầu. Mình sẽ cho nó nổ luôn. Một hit thôi. Chém một cái này. Chúng ta lấy máu của mình ra và tăng thêm công cho phát đánh. Mấy cái Twin Training Quest này cần phải có con VIP thì mới có thể chơi được. Chúng ta sẽ đi tiếp tục lấy thêm những viên game để chuẩn bị cho cái cuộc đua ngày mai nha. Team mạnh nhất đã được sẵn sàng và chúng ta sẽ tăng công lên. Sao nó lag thế nhở? Cứ tầm chiều này rất là lag nha. Có thể là tầm này nó sẽ update những cái phiên bản mới chúng ta boost combat lên. 5 giờ chiều mai mình sẽ làm clip để đua và chắc là tầm 5 rưỡi thì mình sẽ up lên. 5 rưỡi sẽ up lên 10 phút thì anh em tầm đứa đón xem cái tập ngày mai nhá. Tập ngày mai tập đặc biệt cuộc đua heroic. Ok, chúng ta sẽ chiến đấu với con gì ấy? Ồ, nó còn chưa hiện hết hình này. Con này thì nó yếu rồi. 15.000 thì mình hoàn toàn đánh được thôi, không cần phải đổi sang rồng nữa. Yếu nhỉ. Sao có con Dark Dragon ở đây? Chữ gì đây? Con này thì bóng tối, chúng ta sẽ cần ánh sáng. Không cần thiết nữa rồi, mình tăng công lên rất là khỏe. 1 cân 3 là bình thường, với bọn này nó yếu mà. Một con hệ Primer, một con khủng long cổ dài. Đã lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy được cái con khủng long đấy. Đẹp phết. Dạo này nó cũng không ra thêm những cái loài khủng long mới nhờ. Mình đang thích những loài khủng long mới, lâu lắm không thấy ra rồi. Nó thật sự rất là đẹp, nó toàn ra những con rồng gì ấy. Hay họ quên hệ Primer rồi nhá. Khủng long rất là đẹp luôn, rất là chất. Hệ cổ đại.
30 đối đầu với 30. Không vấn đề gì, chúng ta sẽ dùng mấy con này đánh được thôi. Đây, con này khắc hệ được. Thật ra thì với 23.000 máu thì chúng ta vẫn có thể đánh được bình thường. Một con Star, 2 Star Dragon. Đơn giản. Hiệu quả, một hit nữa thôi là con Star Dragon này sẽ die. Cho có một trận thắng này, mình cần một trận thắng nữa. Đó, không cần đâu. Mình sẽ được thêm 5 game nữa là chúng ta sẽ lên được tầm 99 game rồi anh em. 99 game rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục là chơi ở phần Lewis. Một trận, hai trận và ba trận. Nhiều phết nhỉ. Ok, chúng ta sẽ đánh nhau với nó luôn. Một con... Con này thì nó hệ pua. Hệ pua thì dùng hệ primer thôi. Đây, primer đây. Chính xác hệ primer đánh nhau với nó luôn. Senti. Một bé, một hit. Ok, tiếp tục là một con nữa. Con này thì mình sẽ chuyển sang mấy con bốn đầu mình. Sabo hỏa quyền. Gần như những con này mình cần không cần dùng đến. Cho thì hầu hết dùng đến heroic thôi. Chủ yếu dùng đến heroic thôi. Cái này nó không như cái ở bên Jurassic. Chiến thuật Jurassic World thì nó hay hơn bên này. Bên này thì cần cũng có chiến thuật một chút. Nhưng nhìn chung nó dễ hơn, nó không có tính toán nhiều như bên kia. Ok, bây giờ nó đổi chứ là giống như kiểu Jurassic World thì hay không? Nó rất chiến thuật, rất là hay. Bên ấy trong những tất cả những game Jurassic World này, Master Legend với Dragon City thì chiến thuật của Jurassic World tốt nhất. So với Master Legend, Master Legend là nó cũng sự kết hợp hệ hiếc xong rồi phép thuật các thứ cũng khá là hay. Yggdrasil còn Dragon City thì hầu hết là sẽ là mạnh. Mạnh là sẽ khắc chế được gần hết rồi. Mạnh và thêm một cái sự khắc hệ nữa thôi. Nhưng mà cái hệ này mình có thể nhìn thấy được. Và chúng ta sẽ đổi sang con rồng này. Và máy thì nó cũng không được thông minh cho lắm. Nó không thông minh như bên Jurassic World. Thật sự máy bên Jurassic World thông minh vãi chưởng luôn. Một hit. Con này nữa, 50.000 máu này chúng ta sẽ đốt lửa luôn. Đốt lửa và phóng băng, mà mình cũng bị khắc hệ mà. Không sao, mình vẫn đấm nó phát được. Ok, đây sẽ là trận thứ 3 ở trong phần Lewis rồi. Con Spotty Light, con rồng sút bóng mình còn chưa test nhỉ đúng không? Mình sẽ x ra ngoài và cho đánh ở trong Master, đây Master 3 được. Chiến đấu luôn. Ở trên đường lấy cái hòm Master nhá. Skeleton King, My Bluff và Doflamingo. Ba con này thì mình có thể hạ được. Con lá thì sẽ dùng lửa. Dùng lửa đánh được này. Con đấy thì Skeleton King phải để xuống này. Setio thì dùng Skeleton King và hai Superman C phải dùng con My Bluff. Chúng ta sẽ có cái hướng để chúng ta có thể đánh được rồi. Và theo mình nghĩ là mình sẽ đánh rất là ngon luôn. Rất là ok luôn. Đầu tiên ta sẽ đổi rồng trước, mình sẽ để con đây này. Trong đấu trường thì nó sẽ tính toán một chút về chiến thuật. Gỡ gạc lại phần nào đúng không? Thế mình thấy đánh trong cái đấu trường này suy nghĩ nhiều hơn. Tốt hơn. Rất là ok. Chúng ta đánh nhau với con hai con trâu, con trâu điên trước. Con này thì mình sẽ đấm nó phát. Đập nó phát này easy rồi. Xong ngay luôn này, 19.000 máu. Tiếp tục là chúng ta sẽ đổi sang con My Block của chúng ta. Đó, đánh đi, vào đây. Cho sẽ có Fire cộng hoặc là Blizzard cộng. Một con một hit. Con này thì cũng sẽ dùng con này đập một phát trước. Lý do là con kia để khắc hệ mà, nên mình sẽ không cần, sẽ không không dùng nó trước vội. Và đây sẽ là Primer, đánh thẳng vào con bốn đầu. Ok. Con này mình sẽ đánh nó một phát bằng Ninja Star tầm khoảng 1k9 dam cơ bản như thế này. Sau đó sẽ đổi sang My Block có chiêu băng giá và kết thúc luôn. Diablo, trận đầu tiên trong đấu trường thì nó dễ dàng rồi, không quá khó khăn. Thêm 3 đồng tiền quái vật là 3/20 này. PC Trick, Super Terra, đây rồi.
chúng ta sẽ lựa chọn con khắc hệ bọn này luôn, không phải khắc hệ mà là cần luyện tập thế thôi. Đổi một chút trước, đổi con này sang con Skeleton King. Ok, let's go nào, lên nào, tiến lên. Tập bọn Legend thôi mà, rắn xà bông. Rồi chúng ta sẽ đổi một con, một hit thì con này sẽ chết luôn. Con này thì đánh sao nhỉ? Đánh nhẹ nhàng như thế này thôi, từ đánh như thế này thì cũng được. Nó dùng âm thanh nhỉ? Hình như âm thanh như sao ấy. Và mình sẽ dùng chiêu gì đây? Chiêu mạnh nhất là B2 vừa cộng, không biết được 16.000 máu không? 17.000 này, khá là ổn. Terra, chúng ta dùng cái chiêu này trước, mình có thể được extra turn. Nhưng hệ đầu nó hơi cùi bắp, hệ nước hơi cùi bắp thật. Nó thay bằng hệ gì đấy thì nó khỏe hơn nhiều đấy. Nhưng mà hết chiêu à. Đánh nhẹ nhàng thôi, xong con kia đập phát là được. Chúng ta sẽ có được 3 trận thắng ở đây. Mà con này cũng khắc được cả con Luminary Dragon. Và mình sẽ còn một turn nữa sẽ hồi lại chiêu nước, nhưng mình không cần thiết rồi. Mình sẽ tấn công nó luôn như thế này, xong ngay. Chúng ta kiếm thêm được 3 đồng tiền, hình là 6/20 này, 35. Đây rồi, một trận chiến khá là thú vị ở đây. 30 thì phải đổi sang My Block. High Snow sẽ để Skeleton King, Eager sẽ để My Block, và High Potter sẽ để con My Block. Rồi chúng ta sẽ được tăng công từ cái bọn này nên có thể yên tâm phần nào đấy. Stoneman Killer, ô nó lên trước à, khó chịu nhờ. 35 đấy anh em ạ, chẳng phải dạng vừa đâu. Chúng ta sẽ đổi sang con Skeleton King để một hit giết luôn như thế này này. Eagle Brazil à, may quá, không phải con kia, không phải con trâu. Con trâu nó chiêu khắc hệ mình mà. Rồi như thế này thì team mình sẽ không chết thành viên nào cả. Chúng ta sẽ đóng băng nó luôn. Mình đang rất thích đánh cái đấu trường này anh em ạ, cực kỳ thích luôn. Tại vì mình được sử dụng những con heroic mạnh nhất của mình. Đóng băng này, một chiêu đóng băng 50.000 máu luôn, xong ngay vào luôn đấy. Chúng ta kiếm được thêm là 3 đồng là 9/20 này. Eager Drasil của chúng ta thì 35 một sao cả, đáng sợ vậy. Hai Ferrer thì Doflamingo sẽ giết này. Và con này không biết trận này có ăn nổi không đây, theo mình thấy là rất là khó. Eager Drasil của họ là một sao. Ôi chết rồi, mình quên mất là bị khắc hệ mà. Mình quên mất là bị khắc hệ anh em ạ. Rồi mình hai hit thôi sẽ chưa chết. Đai rồi, nhỏ rồi. Mày thế nhở, tí thì mình đai luôn. Có thể mình sẽ đai mất con 4 đầu chăng, hay mình sẽ hy sinh My Block ta. Con này phải 2 đòn. Tạm thời thì chưa chết được. Tôi kia 35 được bảo chết 2 Ferrer nhá, may quá 2 Ferrer vẫn có thể trụ được 2 đòn nữa. Thế cuối cùng là không thất mất thành viên nào à? Thật là khó tin ta. Mình tưởng mình chết ngay đầu tiên luôn rồi, không ngờ vẫn thắng được đúng không? Tuyệt vời. Chúng ta có thêm còn 2 trận nữa anh em ạ. Mirror con này thì nó dễ rồi, easy rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang với Monkey Degap, nó đang quáng lên được cái mức độ là A đây, A trừ đấy, trước mắt sẽ là A trừ đã. Mình sẽ có một trận để tí nữa anh em nhớ là mình sẽ có một trận để test nốt cái con dùng Spotlight. Trời ơi, con này thì phải 2 đòn. Một hit này, con này thì chúng ta cũng sẽ phải 2 đòn. Mình cho quay trước, mình có thêm extra turn nữa rồi, quá ngon. Mình đã giết được 2 con đấy. Những cái chiêu này thì mình chịu, không thể khắc chế được. Nhưng mà mình đánh bằng những cái đan thường của mình cũng khá là ổn.
Chúng ta đánh thêm một chiêu nữa, 12.000 thì xong nhanh thôi. Đấy, như thế này. Và rồi chúng ta sẽ được thêm là 15/20 này, Mirage, Isashi và Butler. Trận này cũng dễ này. Trận cuối cũng dễ vãi trưởng luôn đấy. Còn Butler thì không có gì mấy. Có nước đây. Và thôi không cần phải nước đâu. Chứ rồi nó có hệ khắc mình. Thì quên mất nó có hệ khắc mình. Nếu dùng hệ nước cho con khác, con Butler. Nó hút mấy phát vậy. Rồng Rhino, rồng một tê giác. Ai chà, thấm nhờ. Không phải vấn đề, mình đập nó phát là nó chết mà. Xong ngay. Chúng ta xong trong phần đấu trường nha. Và mình sẽ chuyển được 18 này. Cố gắng kiếm luôn những cái hòm master đi. Chúng ta sẽ chuyển, mình sẽ trồng thức ăn luôn đi. Quên đấy. Mình sẽ chuyển ngay qua cái phần, đó chính là phần quest này. Phần language, phần đấu trường này. Đánh cái nào nhỉ? Chúng ta sẽ đánh cái nào bây giờ? Phần challenge chứ. Quên mất là phần đánh trường này. Rồi ok, chúng ta sẽ đánh với một level 17 đi. Mình sẽ tìm ngay con rồng level 8 của mình. Level 7 hay level 8 nhỉ? Mình không nhớ con đấy level mấy luôn. Nó ở trong này đúng không? Sporty. Việt Nam vô địch đây. Sporty Dragon. Nó sẽ là level 7 đấy nhá. Cho lên level 8 luôn này. Và hình như vượt qua cột mốc 5 giờ rồi. Và chúng ta sẽ lấy thêm một mảnh nữa kìa. 5 giờ chiều mai sẽ có cái sự kiện đấy. Liquid này anh em. Không phải Liquid nhé. Và chúng ta sẽ vào trong phần challenge để tiếp tục là chiến đấu nào. Level 8 và tên là Việt Nam vô địch con rồng đấy. Cấp 17 ở đây. Và chúng ta sẽ chọn đầu tiên là hai con. Vẫn là hai con này sẽ cần luyện tập luyện mãi mà chưa lên nổi cấp độ ha. Luyện bao nhiêu ngày rồi. Con này thì cũng thế. Nó sẽ cấp ở 8 nha. Đấy mà lúc nãy không xem kỹ là chúng ta tìm đúng không? Mệt luôn đấy. Phải biết chính xác level, biết chính xác là tên như thế nào. Level 8 sắp tới rồi. Đây level 8 đây. Việt Nam vô địch đâu rồi? Rồng khóc nhè, Dream, hộp giấy ma quái, cá sấu, san hô đại dương, Rocco. Con nào nhỉ? Gậy thời tiết level 8, rồng ngớ ngẩn. Lắm loại rồng thật. Anh em thích kẹo. Rồng trong gốc cây, sô cô la tuyệt hảo. Lắm tên thật. Đu quay thiên đường. Không ngờ mình lắm rồng thế, có tầm khoảng 400 con rồng trong này. Hình như là chúng ta đã bỏ qua level 8 này. Hình như dưới này mới là đúng này. Nhưng mình chưa thấy con rồng đấy anh em ạ. Slamander level 7 rồi. Không thấy luôn kìa. Hình như là mình đã bỏ qua chỗ nào đấy. Level 8 đây rồi. Đây rồi, Vernom. Con này giống lạ nhỉ, mình còn chưa lấy đánh con đấy bao giờ hay sao ấy. Hấp quái nhỉ. Level 8 đây rồi. Đây rồi, Việt Nam vô địch rồi. Cuối cùng đã thấy có con rồng khá là lạ ở trong team mình. Không biết con gì. Rồi, chúng ta sẽ đối đầu với một con Hades thôi. Không có gì nhiều, mình sẽ test thử các cái animation trước. Chúng ta sẽ có Snowstorm này. Sút bóng chăng? Đấy, đúng rồi, quả sút bóng. Quả sút băng giá. Đây sẽ quả sút băng giá. Đây là quả sút hệ đất này anh em. Uầy, ghê phết, 2k3 máu kìa. Chết luôn Hades. Sút chết Hades kìa. Khỏe phết kìa. Nhìn trông hài vãi. Rồi mình sẽ kết thúc hai con này thôi. Thật là nhanh nhé. Mình test được hai chiêu chính của nó là được rồi. Rồi thêm một chiêu nữa này. Win ngay. Và chúng ta sẽ kết thúc bài đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game là Dragon City. Bye bye.